những giấc mơ nhiều khi nhỏ nhói tựa hạt xưa trên đóa hồng, những giấc mơ có khi dịu êm tựa làn gió trôi hững hờ, nắng lên sương cùng vội tan biến để tình yêu em ngỡ ngàng, gió đi qua gió đi thật xa để tình yêu vang tiếng cười. Nhiều khi em cô đơn anh đến bên em để sẻ chia những buồn vui trong đời, nhiều khi em vô tâm em đã cho anh những niềm đau, và thời gian bên anh buồn vui thế thôi đâu biết trái tim thầm yêu tự bao giờ được hạnh phúc bên anh, chỉ mong giấc mơ không chỉ là mơ. Và tình yêu nhẹ nhàng tựa như giấc mơ đã đến cùng em. Những giấc mơ nhiều khi nhỏ nhoi tựa hạt sương trên đóa hồng, những giấc mơ có khi dịu êm tựa làn gió trôi hướng xuống hơi trôi, nắng lên sương cùng vội tan biến để tình yêu em ngỡ ngàng, gió đi qua gió đi thật xa để tình yêu vang tiếng cười. Nhiều khi em cô đơn anh đến bên em để sẻ chia những buồn vui trong thì giờ Hồng biểu con vô nói với mọi người là tập đi học mà con có ăn nhiều vậy, đuổi mày luôn. Tao đi ra đi, lát chú ra nha. Chú này bà tám quá. Wow. Cái gì vậy, bà biết tụi nó nói gì không? Không, tụi nó kêu đi ra họp nghe không? Đi làm cái gì? Đi họp. Ừ, nghe rồi. Đẹp quá ha. À mà em thấy nha, có vẻ anh không thích truyện tranh quá. Anh thích truyện tranh từ bé. Ờ, anh còn vẽ những bức truyện tranh để tặng ba mẹ lúc anh 5-6 tuổi á. À mà lúc ở bên Mỹ á là anh sống với gia đình hả? Không, ở Mỹ á anh sống trong ký túc xá, bây giờ anh mới sống với ba mẹ. Vậy ở bên đó anh có nhiều bạn không? Em thì ít bạn lắm. Anh cũng vậy thôi.
Em chỉ có vài người bạn thân thôi à. Những người bạn học chung hồi cấp 3 á. Ừ. Những người bạn mà có thể chia sẻ tâm sự nè. Nhưng mà em thấy khó quá để tìm một người bạn được như vậy. À. Qua đây anh. Gì vậy? Coi đây nè. Ủa ai vậy em? Dạ mẹ của em. Mẹ của em hả? Để em ra ngoài anh chào mẹ em nha. Ê hả? Anh, giờ chưa phải lúc. Khi nào đến lúc á thì em sẽ nói cho anh biết mà. Vậy cũng được. Thôi mình đi. Ừ. Có chuyện gì vậy cô Hồng? Mấy hôm nay thấy chị Hồng không vui. Hay là quán có khó khăn gì? Hồng cứ nói cho mọi người biết để giúp đỡ Hồng chứ. Phải đó chị. Có chuyện gì thì chị cứ nói đi. Sao mà gọi mọi người đông đủ đây vậy? Làm gì mà ra vẻ bí mật dữ vậy chị hai? Tôi quyết định sang lại quán. Hả? Sang quán? Cái gì? Sau khi sang quán, tôi cùng thằng Hải sang Mỹ để sinh sống. Hả? Trời ơi, vậy sao được? Cô Hồng à, mọi việc là do tôi gây ra. Cô muốn trách hay muốn đuổi gì cũng được hết á. Nhưng mà đừng có sang quán. Dì Tám, cô không trách gì đâu. Dì đừng có làm như vậy. Dì làm vậy chẳng qua vì hoàn cảnh bắt buộc thôi. Dì đừng có áy náy nữa, con hiểu mà. Con sang quán là vì lý do khác. Nhưng mà mình đang buôn bán đắt như vậy, tự nhiên giờ sang quán thì ổn quá. Biết bao nhiêu công sức mình bỏ ra mới được lượng khách như vậy mà chị Hồng. Em không đi đâu hết á. Đang yên đang lành, buôn bán suôn sẻ tự nhiên đòi đi Mỹ à? Ở đây có gì không tốt? Chị, giờ rảnh quá không có chuyện gì làm, kiếm chuyện gây scandal hả? Em thấy anh Hải nói đúng đó chị. Cái quán này là tâm huyết bao nhiêu năm của chị. Bây giờ bắt đầu có uy tín mà tự nhiên cái chị sang quán, thiệt tình em không hiểu nổi. Tụi tôi gắn bó với quán với chị đã lâu rồi. Nếu có khó khăn gì á thì cùng nhau giải quyết. Đừng có mà chịu đựng một mình rồi quyết định vội vàng nghe cô Hồng. Tụi tôi á coi quán cơm này như là nhà của mình. Tôi nghĩ là ở đây ai cũng có trách nhiệm với quán này. Nếu có chuyện gì á thì Hồng cứ nói ra. Biết đâu á mọi người ở trong quán á sẽ nghĩ được cách giải quyết giùm cho Hồng. Chị có chuyện gì khó nói hả? Đúng rồi đó, đúng chị. Rồi, có khó khăn gì nói chị. Có chuyện gì khó nói hả chị? Nói đi cô Hồng. Chị nói đi chị. Không có khó khăn gì hết á. Chỉ là vì tôi chán cái cảnh náo nhiệt ồn ào ở Sài Gòn này quá rồi. Bao nhiêu năm tôi sống bon chen như vậy là quá đủ rồi. Bây giờ tôi có chút vốn để dành. Tuổi cũng không còn trẻ nữa. Tôi muốn đưa thằng Hải qua bển để đoàn tụ với anh chị em của tôi thôi. Chị, chị không muốn lo nghĩ nhiều quá thì giao quán là chị quản lý đi. Chị ở nhà bình yên đi. Chị hai, hay là chị đi du lịch cũng được nữa, tùy chị. Chị Hồng à, em thấy anh Hải nói đúng đó. Chị giao quán cho anh Hải quản lý đi. Chứ giờ mà sang quán thì em nhớ mấy anh mấy chị, mấy em, mấy cô mấy chú ở đây lắm. Rồi biết đi đâu mà làm hả chị? Tôi thấy ý thằng Quân nói đúng đó. Cậu Hải là em của cô Hồng. Cô dạy lại nghề cho cậu Hải, dạy cách quản lý để tiếp tục kinh doanh chứ. Tôi sẽ đền bù cho mọi người một khoản tiền xứng đáng để trang trải trong thời gian tìm việc. Vấn đề không phải là tiền bạc mà là tình cảm Hồng à. Tụi tôi á ở cái quán này bao lâu nay á là vì thương Hồng luôn cái quán này. Bây giờ mọi người cứ làm việc bình thường, nhưng trong khi làm việc cứ tranh thủ tìm việc khác đi. Khi nào sang quán tôi sẽ thông báo trước cho mọi người một tháng để mọi người chuẩn bị. Khi nào sang quán hả chị? Chị cũng chưa biết, còn bàn bạc với người ta nữa. Hôm nào á rảnh mấy đứa kiểm tra tài sản giùm chị, để khi sang nhượng xong khỏi lưu bu ha. Dạ em biết rồi. Chị hai, em không hiểu là chị muốn cái gì hết á. Chị đi Mỹ thì chị đi một mình đi. Em ở lại đây. Chị đã quyết rồi. Em không được cản chị nữa. Em không muốn thì em cũng phải đi. Chị, đừng có cãi chị nữa. Không có chị thì làm sao em sống ở đất Sài Gòn này chứ.
Thì chị cứ thử coi, chị đừng có thách thức em. Thôi, hai chị em đừng có cãi cọ với nhau nữa. Chị không mà. Giờ mới chịu về đó hả? Bộ chị định sang quán bán nhà qua Mỹ sống thiệt hả? Chị nói chuyện này với mấy chị bên đó chưa? Chị đã nói rồi. Chị nói rõ ràng vậy chưa đủ nữa hả? Nhưng mà em không có hiểu. Chắc chắn là phải có vấn đề gì đó đúng không? Thật ra có chuyện gì chị cứ nói với em đi. Dù sao thì hai người cũng dễ giải quyết hơn một người mà. Mình là hai chị em, có cái gì mà khó nói với nhau đâu. Chị đã nói là không có gì khó khăn hết. Chị đã chán cuộc sống ở Sài Gòn rồi. Giờ già rồi, chị muốn sống gần chị em con cháu. Chị nói đi, chị có cái gì giấu em đúng không? Chị là người, phải hỏi em thì đúng hơn. Em có lý do gì mà đòi sống chết ở đây? Ngày nào chị cũng nghe em than chán lên chán xuống. Sài Gòn không còn cái chỗ nào để cho em bước chân tới mà chơi. Bây giờ chị cho em đi nơi khác, thay đổi không khí. Đúng ý em quá rồi còn gì nữa. Chán mấy cũng đỡ hơn là qua bên đó. Qua bên đó bất đồng ngôn ngữ làm sao mà sống được. Vậy chứ mấy chị em mình sống bên đó thì sao? Chị định sang bên đó mở quán cơm tấm. Lúc trước chị đã bàn với con Tư rồi. Nói như chị mà cũng nói được nữa. Thôi không có bàn nữa. Chị đã quyết định rồi. Em không phải không biết tính chị. Ừ, tính chị cố chấp và ích kỷ chứ gì. Cái gì cũng tự quyết định hết á. Chị lúc nào cũng cho mình á cái quyền quyết định cuộc sống của người khác hết á. Chị có bao giờ chị hỏi em muốn gì chưa? Chị có cần hỏi em muốn gì không? Khi em bướng bỉnh như vậy, suốt ngày ở ngoài đường, không chịu giúp chị cái gì. Bây giờ em không có tư cách chất vấn chị. Cũng tại tính áp đặt của chị á. Và tại vì em không thích ở nhà nè. Bây giờ chị giỏi rồi. Chẳng những chị tự quyết định cuộc đời của chị, quyết định cuộc đời của em, cả nhân viên trong quán nữa cũng được chị ban ơn quyết định giùm rồi đó. Em bỏ giọng điệu mỉa mai đó đi. Vậy chị bỏ cái kiểu làm quyền đó đi. Dì hai. Dì hai có chuyện gì vậy cậu? Con thấy dì đi lên lầu buồn lắm đó. Cậu cũng không biết nữa. Cái gì mà dì con không muốn, có chết cũng không hỏi được đâu. Chán quá. Đi nhậu không nhóc? Đi thì đi. Con có biết không, dì hai con á dành hầu như cả cuộc đời cho quán cơm tấm. Dì hai hy sinh nhiều lắm. Từ ngày bà ngoại con mất hả, dì hai đảm được đủ thứ chuyện hết á. Mẹ con hả, mấy dì khác hả, lập gia đình đi học đều từ tiền của quán cơm tấm hết á. Cậu Út hả, từ nhỏ lớn lên đều sống với quán cơm tấm, ăn cơm tấm, ngủ cơm tấm. Nó giống như là máu thịt của cậu vậy đó. Con biết mà, con có nghe mẹ nói. Dì hai hả, hy sinh rất nhiều cho gia đình. Đúng, 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 đúng. Mẹ con nói đúng. Quán cơm tấm tình yêu hả, giống như là máu thịt của dì hai con vậy. Thôi uống đi cậu Út. Ừ. Con có biết không, nhà mình ngộ lắm. Trong khi người ta ăn Tết bằng thịt kho hột vịt, canh khổ qua dòng thịt, nhà mình ăn Tết bằng bò kho với lại rau cải không à. Con biết sao không? Sao? Quanh năm nhà mình bán thịt kho hột vịt với canh khổ qua mà. Tết nhìn thấy là ngán muốn chết luôn rồi. Còn nữa nha, nhà mình ăn tấm nhiều hơn ăn cơm. Mình bán cơm tấm mà. Cho nên bây giờ cậu ăn lại gạo bình thường, cậu thấy ngán ơi là ngán luôn vậy. Cái này thì con hiểu. Cậu Út nè, bộ dì hai định sang quán thiệt hả? Không đời nào. Không bao giờ cậu để xảy ra cái chuyện đó. Không bao giờ. Thôi uống đi cậu. Vô.
những giấc mơ nhiều khi nhỏ nhoi tựa hạt sương trên đóa hồng, những giấc mơ có khi dịu êm tựa làn gió trôi hững hờ, nắng lên sương cùng vội tan biến để tình yêu em ngỡ ngàng, gió đi qua gió đi thật xa để tình yêu vang tiếng cười. Nhiều khi em cô đơn anh đến bên em để sẻ chia những buồn vui trong đời, nhiều khi em vô tâm em đã cho anh những chơi trò nhá máy nữa. Điều hạnh phúc bên anh chỉ mong giấc mơ không chỉ là mơ. Sao tự nhiên mình muốn gọi cho cô ta vậy ta? Và tình yêu nhẹ nhàng mà mình gọi cho cô ta làm gì vậy? Nếu mà cô ta bắt máy thì mình biết nói gì giờ? Không lẽ mình hỏi cô đang làm gì vậy? Cô ăn gì chưa? Hay là cô ngủ chưa? Giỏi nhá nó đi. Hồng. Sao anh điện thoại em? Anh nhắn tin em. Em không trả lời anh vậy Hồng? Em lẫn trốn anh phải không? Dạo này em rất bận. Mùa này quán đông khách quá. Đông khách tới mức em không có thời gian để nghe điện thoại của anh hay sao? Có phải là em muốn lẩn tránh anh hay không? Giờ anh bảo tới tìm em đúng không? Không có ai tìm em hết. Em đã nói là em bận việc. Thời gian để ngủ em cũng không có. Em không tránh mặt anh cũng không có ai tìm em hết. Em nói dối. Kim đã tới gặp em. Bà ấy đã nói gì với em? Em đã nói không ai tìm em hết. Không ai nói gì hết. Sao anh ngoan cố quá vậy? Em có thể nói dối được ai chứ không thể nói dối được anh đâu. Những gì anh nói với em đều hoàn toàn là sự thật, không hề giả dối. Em phải tin anh. Em tin anh. Cái gì em cũng tin anh. Nhưng em đã mệt mỏi quá rồi. Em cũng như bao nhiêu người phụ nữ bình thường khác thôi. Em muốn có một người chồng yêu thương mình. Anh có làm được không? Em không còn trẻ trung để chờ đợi người đàn ông nữa. Em không muốn làm kẻ thứ ba để phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Nhưng đó không phải là một gia đình hạnh phúc. Còn em, em không có lỗi gì Hồng. Em có thể cướp chồng của người ta, nhưng không thể cướp cha của một đứa con. Con Thủy nó lớn rồi, nó sẽ hiểu cho chúng ta. Không đâu. Sẽ không ai chấp nhận một hạnh phúc chấp giá cả. Em nói gì anh không hiểu. Cái gì là hạnh phúc chấp giá? Em mới là người thật sự anh cần. Bao nhiêu năm nay thứ anh có không phải là hạnh phúc. Nhưng mà vợ con anh, đó là hạnh phúc. Em rộng lượng với họ, còn anh thì sao? Em để anh một mình lẻ loi trong căn nhà đó hay sao Hồng? Em còn làm được gì khác không? Từ khi sinh ra cho tới bây giờ, em chưa bao giờ thấy mình bị nhục nhã và xúc phạm như vậy. Ngày xưa anh đã lừa dối em một lần, Bây giờ lại thêm một lần nữa. Anh kêu em phải tin anh như thế nào đây? Anh không hạnh phúc, còn em thì hạnh phúc sao? Em bị mang tiếng cướp chồng cướp cha của người khác. Nếu biết trước như vậy thì ngay từ đầu em không nên bắt đầu lại với anh. Tại sao anh lại xuất hiện?
tại sao anh lại giấu em là anh không có gia đình? Giờ em lại tin anh một lần nữa, đó là hạnh phúc anh mang lại cho em sao? Em có thể hạnh phúc khi cướp đoạt sự sống của người khác sao? Cái gì mà mạng sống? Em nói gì anh không hiểu? Vợ anh bị ung thư, không còn sống được bao lâu nữa. Hả? Cái gì? Vợ anh bị ung thư? Trời ơi, chuyện đó, chuyện đó tại sao anh không biết? Anh tự về hỏi vợ anh đi. Xin lỗi anh, anh về đi, em phải tới quán cơm. Chúng ta vẫn chưa nói xong, em nán lại với anh một chút được không? Xin anh hãy tôn trọng em. Tôi muốn nói chuyện với cô. Có chuyện gì vậy? Anh không thấy tôi đang bận hả? Nói chuyện với người khác thì lúc nào cũng ngọt ngào anh em. Với tôi thì nụ cười cô cũng tiếc. Bộ cô ghét tôi lắm hả? Anh biết vậy là được rồi, tôi còn phải làm việc nữa. Cô ngồi xuống đi, tôi nói chuyện với cô một tí thôi. Rồi sao? Tôi thấy chị tôi hay tâm sự với cô lắm. Cô có thể nói chuyện khuyên chị tôi đừng sang quán được không? Đó giờ anh đâu có quan tâm tới quán cơm đâu. Sao tự nhiên giờ thay đổi vậy? Tôi không có tới không có nghĩa là tôi không có quan tâm. Tôi không muốn công sức bao nhiêu năm của chị tôi lại kết thúc giống như vậy. Nếu mà chị Hồng không sang quán cơm thì cũng là chuyện tốt cho cô và tất cả mọi người đúng không? Anh nói cũng đúng. Tôi cũng chắc chị Hồng sẽ nghe lời tôi nữa. Thì cô cứ thử đi. Thật tình á, tôi không muốn sang quán. Tôi không có muốn ngày mai tôi tới đây tôi không gặp cô nữa. Nghe cảm động ghê ha. Chứ không phải anh muốn tôi nghĩ lắm hả? Cô đúng là chuyện từ lâu rồi mà cứ thích nhắc lại hoài vậy. Cô không giúp thì thôi, tôi không nhờ cô nữa. Có công ăn tiếng nhờ giả cô. Chắc phải có chuyện gì mới đòi sang quán. Chứ quán đang buôn bán đắt như vậy, uổng quá trời. Bởi vì mới nói, không biết bà chủ nghĩ gì. Có khi nào bà chủ bị người ta gạt mất hết vốn liếng không ta? Nó bậy không à? Hay là buồn bà Tám nên chị mới làm vậy? Không có đâu, bà Tám làm bậy còn không bị đuổi, huống chi. Nói tóm lại là chuyện này không phải là chuyện của bà Tám đâu. Anh thấy sao? Anh thấy cũng rất thư thái, đi chùa cũng tốt mà. Mỗi khi em có chuyện gì buồn hay là không vui á, em hay lên chùa một mình lắm. Một người đẹp, vừa thông minh mà vừa hiện đại nữa, lại thích đi chùa, em làm anh bất ngờ á. Vậy là anh chưa biết về Thủy đó chứ. Từ nhỏ Thủy thường hay theo mẹ đi lên chùa lắm. Chùa giống như là ngôi nhà tâm linh của Thủy vậy đó. À, nếu nói vậy, hôm nay em buồn nên rủ anh đi chùa đúng không? Cũng không hẳn là vậy. Nhưng mà trong lòng em có cái gì đó bất an. Còn buồn thì em không buồn. Em thấy vui khi đi chùa cùng anh mà. Dạ con chào bà Tám. Cô Lê, chú Đông, chị Mai em về. Hả? Sao không chào anh nè? Dạ chào anh Quân em về. Nè, kể từ từ thôi nghe con. Dạ. Trời đất ơi,
Sao áo mưa của con mỏng quá vậy? Chạy xe thế nào cũng bị rách à? Áo mưa gì mà mỏng lét vậy con? À, cái mặt xanh mét à. Chút tao cạo gió cho rồi hả dìa? Trời, trời ơi, bà xã tôi nói nó mặc cái áo mưa mỏng lét. Ờ, mỏng lét hả? Ừ. Ừ. Mọi người yên tâm đi, con mặc vậy hoài không có sao đâu. Ừ. Cùng lắm á là mắc mưa một chút thôi hà. À, nhà con cũng gần đây mà. Ừ. Tao nói mà tụi bay cười tao dữ vậy. Thôi không có gì hết á, bà Tám về cẩn thận nha. Dạ. Ừ. Con chào mọi người, con về. Ừ. Thôi dạ. Chào mọi người, con về luôn. Tụi con về đi nghe. Ừ. Dạ. Về. Mưa quá. Ủa sao mày không về đứng đó? Dạ. Mưa lớn quá con quên áo mưa rồi, để chút bớt mưa con về sau. Bà Tám về. Ừ. Nha. Đánh mưa bay về sau nha. Đi đâu giờ này vậy? Tôi để quên đồ nên quay lại. À vậy à, đúng là anh sướng thiệt á, thích thì làm, không thích thì chơi, vậy anh đòi giữ quán làm gì nữa. Chị tôi là chủ ở đây, nếu chị tôi về quê thì chỗ này vô tôi làm chủ, tôi đi hay ở đâu cần phải báo với nhân viên, đúng không? Ủa chứ không phải chị Hồng tính sang quán hả? Sao đổi ý lẹ vậy, lại còn cho anh làm chủ nữa? Tôi không tin đâu. Ờ, vì tôi nhờ cô nói với chị Hồng sao rồi? Cô nói chưa? Chưa, tôi chưa có cơ hội để nói. Cô làm ăn kiểu đó thì nguy cơ bị sa thải là lớn lắm đó. Nhờ có tí xíu việc mà làm cũng không xong nữa. Ngày nào anh chưa phải là chủ thì tôi không có gì phải sợ đó. Sao ông giỏi đi nói đi, nhờ tôi làm chi vậy? Nếu cô nói vậy thì tôi rút lại, tôi không nhờ cô nữa. Không lâu nữa đâu, tới lúc tôi làm chủ ở đây thì tôi muốn làm gì tôi làm, chị Hồng cũng không can thiệp được. Anh là chủ quán mà, anh muốn đi đâu thì đi, anh muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm, tôi cũng có ý kiến. Có thật cô không có ý kiến? Tôi chỉ là người làm công thôi, đương nhiên không có quyền có ý kiến rồi. Vậy tôi sẽ làm chủ, rồi đưa về đây một cô gái bốc lửa để làm quản lý. Cô á sẽ làm việc dưới quyền của cô ấy. Tôi thấy á, phụ nữ bốc lửa mà về quán này á, chỉ có làm kiểng thôi chứ làm được gì. Hình như là vậy. Nên tôi chỉ thích là phụ nữ vừa già, vừa nghèo, vừa xấu, thích lo chuyện bao đồng thôi. Anh nói gì vậy? Tôi chỉ thích loại phụ nữ vừa già, vừa nghèo, vừa xấu, giống như cô vậy đó. Anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra. Sao cô nói nhiều quá vậy? Cô đứng im không được hay sao? Anh đừng có tưởng tôi dễ bị lợi dụng nha. Ở đó đi, tôi về. Mai. Chị đẹp chưa tới? Dạ, quý đi quay đêm anh ơi. Hả? Quay đêm hả? Ừ. Đi thôi. Bye em.
Mời em ly này. Dự án này mà thành công là nhờ công rất lớn của em đó. Em thắc mắc tại sao lại nhờ em chứ? Tuấn Lê và Thành Công là hai nhân vật chủ chốt trong dự án này. Họ đầu tư rất lớn, và quan trọng là họ rất hài lòng với gương mặt của em, nên sẽ tiến hành nhanh hơn. Đại gia như anh á mà cũng lo thiếu vốn đầu tư hả? Anh thì anh không lo, nhưng cũng có những lúc cần với em. Nào, chúc cho sự hợp tác thành công. Ừ. Mời em. Dạ. Chú. À, cô Hồng. Dạ. À, cô Hồng ngồi, cô Hồng. À, cô Hồng uống miếng nước đi. À, giờ này mà cô Hồng còn tới quán chắc có chuyện gì quan trọng hả? Dạ, đâu có gì đâu chú. Ủa, sao giờ này chú chưa ngủ? Tôi già rồi, ngủ nghe nó cũng ít lắm. Ngồi đây nghe vòng cổ nè, để mà suy gẫm chuyện đời cô ơi. Như chú thì khỏe biết bao, cứ vô tư tận hưởng tuổi già. Thôi, già lớn rồi ăn uống được bao nhiêu đâu. Mình cứ sống vô tư đi cô. Hơn nữa tôi thì tôi đơn thân độc mã, không có con cháu gì hết trơn á. Mình cứ sống cho nó vô tư, đừng có để nó phiền não. Lỡ nó bệnh tận cái nguy đó cô ơi. Chú gắn bó với gia đình con cũng lâu lắm rồi hả chú ha? Tính ra thì cũng hơn 40 năm rồi, chứ có ít ỏi gì đâu. Tôi nói thật với cô nghe, hồi xưa nếu mà không có bà chủ lớn thì tôi chưa chắc là sống tới giờ này. Lúc đó đi lính rồi đào ngũ, bà chủ mới cưu mang đem tôi về trong quán này. Thật lòng mà nói thì tôi mang ơn gia đình cô nhiều lắm. Từ nào giờ con đâu có coi chú là người làm. Con dạ. Coi chú với anh Đông cũng giống như người thân của con vậy. Dạ. Thì tôi cũng biết là cô chủ là quý tụi tôi lắm. Dạ. Mà cô Hồng à, tôi là tôi không có biết rõ là cô đang gặp phải chuyện gì, nhưng mà theo tôi á là cô nên coi lại cái quyết định sang quán đi cô ơi. Cô nên coi đó có phải là một cái giải pháp duy nhất mà cô cần làm hay không. Cô hãy suy nghĩ cho thật kỹ đi cô, chứ để sai sót cái rồi không sửa chữa được đâu cô. Giờ con biết mà chú Năm. Dì Hai chưa về hả con? Dạ chưa, chuyện ở quán sao rồi cậu? Dì con đó không thể hiểu nổi. À, con thử khuyên dì con có được không? Chứ bây giờ mà sang quán á, cậu tức chết luôn á. Con không rành chuyện của dì nên con không biết tính sao nữa. Với lại cậu nói còn không được, làm sao mà con nói được chứ. Chán quá. Hôm nay con đi đâu chơi vậy? Coi bộ dạo này có người thay cậu làm hướng dẫn viên cho con rồi ha. Chuyện của con cậu cứ yên tâm, quan trọng là chuyện của cậu kìa. Bây giờ dì Hai định sang quán, con cũng đoán ra. Ý của dì Hai làm sao á, cậu phản ứng dữ vậy? Con không cãi với mày.
Anh nói gì vậy? Tôi chỉ thích loại phụ nữ vừa già, vừa nghèo, vừa xấu, giống như cô vậy đó. Anh làm gì vậy? Buông tay tôi ra. Sao cô nói nhiều quá vậy? Cô đứng im không được hay sao? Cậu Út, dạo này con thấy cậu lạ lắm nha. Lạ gì? Thì thỉnh thoảng thấy cậu cười một mình nè. Nói con nghe coi, cô nào vậy cậu? Mày chỉ giỏi đoán mò thôi. Làm gì có cô nào. Thôi, cậu đi tắm đây. Tôi rất mừng vì chị đã chịu tới đây gặp tôi. Tôi có gì đâu phải tránh chị. Không phải, ý tôi không phải là như vậy. Không sao, chị có chuyện gì cứ nói đi. Thật ra tôi muốn hỏi chị đã tìm được người sang lại quán của chị chưa? Nếu chưa hả, thì tôi có mấy người bạn kinh doanh ăn uống, tôi sẽ giới thiệu họ tới cho cô. Không cần đâu, tôi sắp xếp hết rồi. Cuối tháng sau tôi sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết. Những gì tôi hứa với chị, tôi nhất định sẽ làm. Chị đừng lo lắng, ảnh hưởng sức khỏe thì không tốt đâu. Không phải, không phải tôi có ý đó. Nhưng mà nếu chị đã quyết định xong rồi, tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Những ngày cuối cùng của cuộc đời tôi có thể sống thanh thản bên chồng con của tôi rồi. Chị có thể yên tâm được rồi. Sau này tôi sẽ không làm phiền gia đình chị nữa. Tôi sang quán và bán luôn nhà, cũng đổi số điện thoại luôn. Tôi cảm ơn chị nhiều lắm. Nếu được chị nói vậy, tôi có thể thanh thản mà ra đi. Chị đừng nói vậy. Y học bây giờ tiến bộ lắm, biết đâu có thể chữa trị được. Bác sĩ cũng nói như vậy. Chỉ cần tâm trạng tôi vui vẻ, tôi không lo lắng gì, thì cũng còn được kéo dài vài năm nữa. Còn nếu không thì bao nhiêu thuốc thì cũng không công dụng gì chị Hồng mà. Nếu chị không giúp, tôi không biết làm thế nào bây giờ chị à. Chị không cần lo lắng, tôi hứa là tôi sẽ làm. Tôi cảm ơn chị, cảm ơn chị rất nhiều. Tôi xin phép, chào chị. Dạ, nếu chị bận công chuyện gì chị cứ về. Tôi cảm ơn chị rất nhiều. Tôi đi đây. Dạ. Ông Phú. Những giấc mơ nhiều khi nhỏ nhoi tựa hạt xưa trên đóa hồng. Những giấc mơ có khi dịu êm xa.